Hello, chào cả nhà. Tối nay đang chuẩn bị nghêu nha bà con. Nghêu này thì của Úc nè, mà nhưng nó luộc sẵn rồi nha. Đó, rồi nó luộc xong rồi bây giờ đang trụng sơ lại, đang xào eco ăn chung với giò cháo quẩy. Đó, chút xíu nó lăn nướng nó lại, mình ăn xào eco chung với dầu hào. Đó, hai cái trộn lại, phân nửa eco, phân nửa sốt dầu hào cho nó hai cái vị nó hợp chung lại nha. Rồi, Lan mời bà con vào bếp với Lan. Mời cả nhà. Để bia cho mình luộc sơ nó nha. Rồi. Trụng nó sơ rồi cái Lan mới xào. Lan để gừng vô nha, mình trụng. Bây giờ Lan bỏ nhiêu vô nha. Wow, chắc này là chắc chàng luôn đó bà con. Rồi. Wow. Cái này mình chỉ làm cho nó warm lại thôi nha bà con, nó nóng rồi cái Lan mới xào. Xào thì chắc chia làm hai lần, nó nhỏ quá. Nó Lan chỉ làm cho nó nóng lại cái dây với nó bán đi cái mùi tanh á, mùi tanh đá được. Làm chung với bia với gừng cho nó thơm. Rồi bây giờ Lan đổ nó ra ngoài cái rổ nha. Lan để dầu ăn vô nha. Cái chảo này nó nhanh nóng dữ lắm bà con. Rồi Lan để nghêu vô Lan xào nha. Hồi nãy Lan xào trước cho cháu nội Lan một dĩa rồi mà không có quay phim nha. Nó nhiều quá phải xào hai lần. Tại nó ra gì cũng khó lắm, bây giờ Lan nhắm nha bà con. Khoảng 3 muỗng đó. 3 muỗng đầy nha. Eco sốt Lan để chung vô luôn nha. Đầy một muỗng này coi như cỡ hai muỗng nhỏ đó bà con. Lan để vô hai muỗng nước này nha. Tại cái niêu này mình trụng rồi nó không có ra nước đâu bà con, nên mình phải để nước lạnh vô. Lan để miếng hành rồi vô ngò vô trước. Rồi Lan để một chút xíu bột vô nha bà con. Thì mình cứ nêm thử đi, nếu mà nó còn lạc gì, thiếu cái gì thì mình bỏ sốt vô thêm. Lan không có để bột ngọt, không có để đường gì hết nha, tại cái sốt nó vừa ăn rồi Lan không có để nha. Giờ Lan chỉ để miếng bột vô thôi, cho nó đặc lại thôi, đừng để nhiều quá. Nhiều quá nhầm khi nó đặc nó cong bỏ nước. Có bột chút xíu vậy nó dính vô con nghêu nó mới ngon. Đó, xong rồi đây để lấy cái tô cái dĩa gì để ra. Đây. Hành đó. Đó. Xong rồi, tắt lửa được rồi đó. Bây giờ Lan tắt lửa bên đổ ra. Hôm nay Lan chia sẻ nghêu xào SO chung với dầu hào nha bà con. Mời bà con ăn nghêu xào SO chung với xào SO với dầu hào chung. Mời cả nhà. Rồi. Rồi có ăn được thì ăn, bà con uống rượu nha, là uống rượu đỏ chơi. À uống gì không anh? Anh để bia coi chừng hồi quên đó. Với sẵn là cô lấy cho mẹ một cái muỗng với con. Lấy cái muỗng đặng chán này ăn nè. Rồi mời cả nhà ăn nghêu nha. Để vô cho con. Để đây. Lụm ớt này ra, cay. À. Thấy gì mà cay ta, ớt bự gì mà cay á. Con uống gì không? Không. Ủa, hồi nãy anh để bia đâu đó không? Không à. Uống mà chút nữa, gọi chừng quên, chổng nó nổ nó trời. Thôi, mời cả nhà. Ăn nghêu. Ăn uống bia chơi uống rượu. Vô mấy con. Giờ hai mẹ con đụng chia. Tứ thái tử đó, cho mày tứ đó.
ăn với con đồ chua ngon lắm. Nãy mẹ không cho ăn tại vì nó có đồ chua. Đúng rồi. Chai cưng là biết, chai cưng nghĩ lấy bia bỏ vô đấy. Nước tương. Rồi vô, chia. Chia chai cưng. Dâu vô không dâu. Vô nước ngọt. Cháu nội kìa vô không? Chia chia. Chia kìa. Chia kìa. Chia. Chia chia. Chia. Rồi đổi. Chia. Không đổi ăn này mày uống bia. No. Mời cả nhà. Mặn cái này mặn coi. Cái nào mặn? Nó ăn hết hai cục thịt đó được rồi. Thôi. Hai tuần nữa bút nó vô cắt bóng. Ừ. Thôi cắt gì vậy? Không không, tỉa lông cắt móng tay được cho anh ta. Ừ. Thôi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim nha. Hai chồng Lan ăn từ từ nữa. Giải quyết cho hết cái này luôn. Lan cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Bye bye bà con. Bye bye. Bye, chào cả nhà. Cô gà bye bye con. Bye bye.